có nên phun thuốc phòng trừ bọ trĩ hại lúa? Chuyên gia tiến sĩ Hồ Văn Chiến. Bọ trĩ hại lúa thường xuất hiện khi nào? Có nên phun thuốc phòng trừ bọ trĩ hại lúa? Nội dung cụ thể sẽ được tiến sĩ Hồ Văn Chiến hướng dẫn chi tiết. Dạ, kính thưa bà con nông dân, chúng ta thấy là đầu vụ lúa năm nào cũng vậy. Ở đông xuân, hè thu hoặc là thu đông là cái chuyện là cái con bọ trĩ nó xuất hiện ở đầu vụ lúa, cái giai đoạn mạ. Từ 4 ngày, 5 ngày sau khi xạ cho tới 15, 17 ngày sau khi xạ. Thì chúng ta biết là cái con bọ trĩ nó rất cái nhỏ và nó cũng đi theo cái hướng gió nó tới ruộng của chúng ta. Đặc biệt nhất là trong cái điều kiện đầu vụ mà thiếu nước, khô hạn, nắng nóng thì bọ trĩ nó phát sinh rất dữ. Và nếu chúng ta biết cái quản lý bọ trĩ thì cũng không có khó lắm bà con. Cái thứ nhất là chúng ta phải làm đất cho nó kỹ để chi cho cái hột giống chúng ta nó phát triển mạnh. Và khi chúng ta bón phân xuống cái đầu vụ, tức là từ 7 cho tới 10 ngày đó, cây lúa nó khỏe, nó mọc nhanh lên, cái lá nó luôn luôn nó nở ra, thì cái con bọ trĩ là cái con khoái là trốn trong cái lá mà bị cuốn lại. Thành ra khi mà cái lá nó bung ra là con bọ trĩ nó bỏ đi. Và bà con thấy nếu mà như cái miếng đất như thế này mới vừa xạ là 4 ngày, thì bà con thấy là sao? Ở đây, ở trong một cái cây mạ 4 ngày đây là nó có rất nhiều cái con bọ trĩ nó nằm trong này rồi. Và nó chích thúc cái nhựa của cái cây lúa, nó làm cho cây lúa bị lá trắng đi, tức là nó có những cái đốm trắng, đốm xanh. Và bà con nhìn thấy nếu mà cái cây mạ mà 4 ngày mà cái rễ như thế này, tức là cái đất tốt. Và cây mạ này tôi thấy là nó không có ảnh hưởng tới cái con bọ trĩ từ đây về sau. Nhưng mà chúng ta phải quản lý như thế nào để cho nó tốt? Một là như tôi nói, tức là bón phân cho nó cân đối ngay từ đầu vụ, tức là từ 7 cho tới 10 ngày chúng ta bón. Thì trong đó có NPK, thì cái kali là nó sẽ tạo nên cái sức chống chịu với con bọ trĩ, cái lá nó cứng hơn. Còn cái nữa là chúng ta biết như thế, thì tôi lấy thí dụ như cái ruộng này, đây là nó đang 4 ngày mà một cái lá không mà có 4 con bọ trĩ, thì ngày mai chúng ta sẽ bơm nước vô, thì bà con biết là bơm nước nó ngập cái này luôn đi. Nhiều bà con thấy sợ là nó đóng cặn, nó hơi gọi là phủ một cái lớp mùng hơi nhẹ nhẹ trên lá đó, thì bà con sợ nó không phát triển, bà con đừng lo. Bà con bơm lên cho nó ngập trong vòng một buổi hoặc là một đêm cũng được, không ảnh hưởng gì tới cây mạ hết. Và như vậy là con bọ trĩ nó sẽ chết hoặc là nó bỏ đi, nó không ở đây nữa. Như vậy là chúng ta khỏi có phải xử lý một cái đợt thuốc mà trị bọ trĩ. Và nếu cây mạ từ 10 cho tới 15 ngày bà con thấy cái cây mạ nó cao rồi, chúng ta không thể bơm nước ngập giống như cái điều kiện ở 4 ngày, 5 ngày. Thì cái lúc này bà con có thấy là nắng nóng, thiếu nước thì con bọ trĩ nó tấn công. Mình nên sử dụng cái phân phun qua lá, ở trong đó có cái canxi silic và có cái đạm. Thì mình phun ra là cái cây mạ nó phát triển trở lại bình thường, nó thay cái lá mới. Và như vậy là con bọ trĩ nó bỏ đi. Vấn đề cái con bọ trĩ là tôi nghĩ là ruộng nào cũng có ngay từ đầu vụ hết. Và bà con đã bỏ ra một cái số tiền rất lớn. Nếu chúng ta biết quản lý cho nó tốt cái con bọ trĩ ngay từ đầu vụ thì chúng ta thấy là nó lợi nhuận nó sẽ cao hơn. Tại vì cái tiền chúng ta không có chi phí vô cái chuyện quản lý con bọ trĩ nữa, phòng trị con bọ trĩ nữa. Mà chúng ta quản lý con bọ trĩ bằng cái biện pháp là nước. Còn nếu điều kiện khô, tôi nhắc lại, nếu trong điều kiện khô bà con không có bơm nước lên được thì bà con nên sử dụng cái phân bón qua lá, ở trong đó có canxum, silic và một số cái chất khác, ví dụ như sắt, kẽm này kia đó, thì nó sẽ hạn chế được con bọ trĩ. Và xin cảm ơn bà con. Có nên phun thuốc phòng trừ bọ trĩ hại lúa? Không phun thuốc diệt bọ trĩ, làm đất kỹ, bón phân đầu vụ giai đoạn 7 đến 10 ngày sau xạ. Đối với lúa nhỏ dưới 10 ngày sau xạ, bơm nước ngập ruộng trong thời gian một buổi hoặc một đêm. Đối với lúa 10 đến 15 ngày sau xạ, ruộng khô, sử dụng phân phun qua lá chứa canxi, silic, sắt, kẽm. Phân bón đầu châu vàng đồng hành của nhà nước.